Bên em có xe lửa, mời các bác xem đây. Một con xe với form dáng đẹp, số tự động, xe nhập khẩu nữa mà trang bị rất là nhiều tính năng nữa. Có cửa sổ trời các bác nhá. Đây là cửa sổ trời kìa. Đấy, la răng đúc đẹp này. Các bác nghe tiếng máy không ạ? Hiện tại em đang nổ máy đấy ạ. Đang nổ máy đấy. Máy nổ rất êm phải không ạ? Tuy rằng đứng và em cho camera sát đây này. Đấy, các bác mình cũng phải lắng tai nghe. Mình nghe thì thấy tiếng máy đúng không ạ? Với lớp sơn rất là đẹp, nhất là vừa bóng này và cái màu nó đẹp này. Các bác nhìn này. Đấy, màu đẹp chưa? Đấy đúng không ạ? Nội thất bên trong của con xe đây. Các bác nhìn đây, mình biết xe gì rồi đúng không ạ? Vì dòng này bên em bán rất là nhiều. Em quay lên cho các bác mình xem rất là nhiều rồi. Số tự động bản đủ các bác nhá. Đây, số tự động này. Đấy, điều hòa auto nhá. Đấy, có sấy ghế nhá, sấy nóng. Đấy, sấy nóng sấy lạnh đây. Đấy, rồi chốt cửa đây. Đề lỗ thông minh start top. Đấy, vô lăng tích hợp bản tím, có tư khí an toàn. Màn hình Android cỡ lớn mà anh chủ trước đã được lên thêm. Đấy, đăng kiểm tháng 12. Đấy, có cam hành trình. Đấy, rồi có cửa sổ trời các bác nhá. Đây. Có cửa sổ trời luôn cho các bác này. Đấy, có cổng USB này, tì tay này. Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe vẫn còn zin đẹp này. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nằm bên kia các bác nhá. Đấy, điều hòa tự động, rồi gạt mưa tự động, rồi đèn pha tự động. Túi khí an toàn rất nhiều. Đây, các bác nhìn này, đây túi khí an toàn đây các bác nhá. Và phần tắp nô nó đẹp chưa này các bác này. Đấy. Móc khóa đẹp này các bác này. Đấy. Rồi sàn của nó này, sàn 5D các bác nhá. Âm thanh nghe hay. La răng đúc đẹp. Nốp dày, phanh ABS, phanh đĩa 4 bánh. Đây, các bác nhìn này. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu chút thôi thì các bác đã có thể mua được chiếc xe này rồi nhá. Và giới thiệu với các bác, bên em đang có 10 con như thế này luôn. Đang có chục con như này cho các bác mình lựa chọn nhá. Đấy, phía sau đây các bác nhìn này. Đấy, có đuôi gió này, rồi có cảm biến này, rồi có camera lùi này. Đèn trước sau rất sáng đẹp, rất mới. Có đuôi gió lòng hoàng. Chiếc xe với thiết kế phong dáng cực đẹp. Con xe được mang tên là Daewoo Lacetti. Sản xuất năm 2009, đăng ký là đầu năm 2010. Số tự động máy xăng 1.6 các bác nhá. Xe nhập Hàn nguyên chiếc. Đấy, nhập nội địa Hàn Quốc luôn. Mẫu xe với vòng dáng rất đẹp và chạy đầm chắc. Mẫu đài phân khúc hạng D các bác nhá. Đấy, mẫu đài phân khúc hạng D. Ngày xưa cũng rất là nhiều tiền đấy. Bây giờ thì quá rẻ luôn, cho dù vòng dáng vẫn đẹp đúng không ạ? Đấy. Vòng dáng này thì chả khác gì những chiếc xe nhiều tiền cả đúng không ạ? Vòng dáng quá đẹp luôn. Và lớp sơn rất bóng các bác nhá. Đấy, cặp đèn pha đẹp. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, rất là lành. Đấy. Có nghĩa là nó lành này và nó đồ đạc phụ tùng thay thế nó dễ rẻ các bác nhá. Đấy. Nó lành hơn, tất nhiên là không bằng Toyota hay là Kia gì đó, nhưng mà nó cũng lành hơn một số dòng xe khác rất là nhiều. Và các bác nhìn nhá, là con xe này của em là con xe đẹp, cho nên là những cái vị trí nút bấm ở đây này, nút bấm này. Đấy, công tắc bấm gương điện này, chỉnh gương điện của xe là không bị mòn này, đúng không ạ? Đây, không bị mòn. Bây giờ hiện tại em đang quay vào lúc trời cũng đang bắt đầu tối thì các bác nhìn thì nó cũng gọi là tương đối. Đây. À, con này sản xuất năm 2010 nhá. Đây này các bác nhìn này. Đây, sản xuất năm 2010 chứ không phải đăng ký 2010 nhá. Tại vì là nhà em nhiều quá, nó có 10 con liền cơ thì con này em nhầm sang con kia. Đấy. 10 con nhá, cho các bác mình lựa chọn đều là cái form như này và nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Giống nhau tất các bác nhá. Giống nhau cả luôn. Đấy, nội thất rộng rãi này, các bác nhìn này, nội thất rộng rãi, gương kính điều chỉnh điện 4 cánh rồi. Đấy, chỗ này có một cái tì tay nhá. Đây, chỗ này thiết kế có một cái tì tay đây các bác này. Đấy. Đấy, vậy là em cũng giới thiệu qua qua như vậy rồi. Thì bây giờ em mời các bác xem chi tiết về cái con xe mang tên là Daewoo Lacetti này. Con xe form dáng quá đẹp luôn. Đấy, chiếc này đi Tết thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Các bác đến trực tiếp tại địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương xem xe chạy thử nhá. Và bên em có ship xe tới tận nhà cho các bác xem. Xem xong ưng thì lúc đấy mới mua, không ưng bên em lại cho về. Đấy, số điện thoại là 0938586307 và 0389000555. Các bác hãy liên hệ và kết nối Zalo để được xem thêm hình và xem thêm những chiếc xe khác hiện tại đang có tại siêu thị ô tô Hải Dương, rất nhiều xe đúng không ạ? Gần 200 đầu xe các loại. Các bác hãy nhấn đăng ký, nhấn follow, nhấn theo dõi để xem thêm và đồng hành với siêu thị trong thời gian tới các bác nhá. Rất nhiều xe đưa lên cho các bác mình xem luôn. Các bác có tham khảo được con nào mình mua trước đấy. Đấy. Mình chưa mua thì mình cứ tham khảo cho biết, sau này mua đúng không ạ? Đấy, thì các bác mình cũng đã biết sơ qua một số cái rồi. Đây các bác nhìn này, gioăng cửa nó rất là đẹp đúng không ạ? Nội thất tươi sáng các bác nhá. Đấy, keo chỉ đây, khép cửa đây. Đấy, tôn vỏ dòng này rất là dày, cứng chắc và chạy đầm các bác nhá, chạy rất là êm, rất là êm luôn. Dòng này phân khúc hạng C mà đúng không ạ? Đây thì
tấp đi tấp nô cửa nó đây, các bạn nhìn này, ok chưa ạ? Đấy, rất là ok. Đài em đang mở và máy em đang lổ các bác nhá. Những cái phần khe mép, kể cả như gầm sàn không bị mục mọt, không bị han gì đâu các bác nhá. Tắp nô quay gần chút đây các bác xem này. Đấy, nô quay gần chút. Đồ nhựa bên ngoài đẹp này các bác ơi. Đồ nhựa đẹp này. Đấy, nó không bị kém. Gioăng cũng vậy, không bị kém. Đinh tán cột kèo nguyên nhá. Cam kết cho bác luôn là về những vấn đề đâm đụng mực nước. Đấy, những vấn đề đấy thì bác nào gần như là cũng quan tâm, rất quan tâm đến vấn đề đấy đúng không ạ? Và đảm bảo cho bác nữa là máy số còn ngon nhá, máy số cực ngon luôn. Giấy tờ chuẩn chỉ, sang tên bất cứ lúc nào. Công chứng sang tên bất cứ lúc nào. Đây các bác nhìn này, những cái vị trí này của nó còn ok này các bác này. Những con bu lông này, những con vít này nó còn đen xì này. Đấy, mép cửa đây, lòng trong sơn xi của xe rất sáng bóng đúng không ạ? Những cái đồ nhựa bên trong lộ rất nó còn ok nhá. Đây các bác. Đây các bác ơi, mình cùng xem nhá. Đấy, đinh tán cột kèo sẽ là nguyên zin hết đấy ạ. Đấy, những cái phần sắt của xe còn sáng này. Đấy, ghế còn căng đẹp nhá. Đấy, ghế này là ghế cao cấp nguyên bản của chiếc xe này, của dòng xe Rasetti này. Đấy, phía sau được đồ thoải mái này, có gối đầu. Đấy, ghế có cái túi đằng sau. Các bác xem. Chiếc sơn thì rất là bóng đẹp rồi đúng không ạ? Đuôi gió đầy đủ. Đấy, trên nóc xe thì cũng đã được dán màu đen để cách nhiệt cũng như là chống cái nước sơn nó bị kém do mặt trời chiếu vào đúng không ạ? Đây, đèn đây các bác nhá, còn đuôi sau đây này. Đấy, các bác cùng xem kỹ, em quay rất là kỹ. Đấy, trước này các bác mua mình nợ được luôn cái màn hình và cam hành trình, cam đùi. Đấy, trị giá cả chục triệu rồi đúng không ạ? Trước này các bác mua mình lợi được cả chục triệu rồi nhá. Và nợ luôn một bộ dàn lốp dày nữa này. Đấy, được nợ luôn bộ dàn lốp nữa. Đồ nhựa đẹp đấy các bác này. Đấy, đồ nhựa đẹp chưa? Ok luôn đúng không ạ? Rồi về em. Ok. Đấy thì ơi, các bác xem này. Đấy, đẹp chưa? Bên em cần tuyển chọn xe đẹp thôi. Những chiếc xe này trên thị trường nhiều lắm. Có những con chỉ có dưới 200 cũng có các bác ạ. Đấy, 170, 180 cũng có luôn. Nhưng mà những chiếc xe đấy là những chiếc xe nó kém, nó xấu, thậm chí là nó bị lỗi các bác nhá. Đấy, mình không so sánh được. Nếu bác nào mà muốn so sánh, muốn mua một chiếc xe giá rẻ rất mình ấy, thì bên em sẽ không có những cái chiếc xe kiểu như thế nhá. Đấy, chỉ là những chiếc xe ok. Quan trọng là đẹp xấu đến mức độ nào thôi, chứ còn thì không có xe lỗi các bác nhá. Không có xe lỗi. Yên tâm một điều là như vậy. Cái độ tươi, độ sáng của chiếc xe đâu thì bên em sẽ đưa ra giá đến đấy các bác nhá. Và cái giá mà bên em đưa lên thì vẫn còn lùi còn bớt thêm cho các bác cứ xem giá ở phần mô tả, tiêu đề hoặc là phần bình luận em đều đưa giá cả rồi. Còn thì em nói thì em cũng sẽ không nói giá đâu, vì em sẽ cân đối trước khi em đưa ra giá. Đây các bác, mình xem phần vách cửa này. Đây, vách cửa đây các bác xem này. Các bác thấy xe đẹp cho em xin một like nhá, một lần chia sẻ, xin cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, nội thất rộng rãi, chiếc xe này ghế đã tụt xuống phía sau rồi, để tạo nên cái khoảng cách, cái nắp nô với cái ghế sau. Đây. Đấy, xe ok nhá bác. Âm thanh nghe tuyệt vời luôn các bác ạ. Trai xinh trai đẹp mang ship xe đến cho em kìa các bác kìa. Ship con xe Orlando này các bác này, con Orlando này. Điều hòa lạnh sâu lạnh buốt nha các bác. Phần tắp nô thì giờ lấy bên em lau, chỗ thì nó hơi ướt, chỗ thì khô. Đấy, chỗ này là cửa lock nha, nút bấm điều chỉnh cửa lock đây này các bác này. Đấy. Rồi, như vậy thì xong phần nội thất bên trong. Mời các bác xem phần bên ngoài, phần máy, phần gầm. Các bác quan tâm liên hệ sớm bên em nhé, để được chốt giá đẹp. Đây các bác, mình xem cái phần sơn xi bỏ vẻ bên ngoài xe.
đấy, nước sơn rất bóng đúng không ạ, thân vỏ không lỗi. Các bác nhìn đây mình biết lỗi không ngay đúng không ạ, nếu mà lỗi nó không còn được như này đâu, nó sẽ không có những cái đường gân thẳng như này đâu, và những khe mép nó không được khít như này đâu, không đều như này đâu các bác nhá. Cái kính của xe được dán rồi, còn lại đang là xe còn đẹp. Chiếc này thì bên em chưa rút hồ sơ nhá, và biển số đó là biển đây em quay cho bác luôn đấy, biển đó là biển 37 gốc thành phố. Các bác sang tên bên em hỗ trợ bất cứ lúc nào luôn, các bác mua về 1 năm 2 năm sau các bác muốn ra tên bên em đều ra tên cho bác được đấy. Chung là chiếc xe ít tiền này đấy, thì theo em thì các bác mình cứ để nguyên biển mình chạy, làm công chứng làm giấy tờ mua bán đi được rồi, không cần phải sang tên làm gì cả, nó đỡ mất một khoản tiền gần chục triệu đúng không ạ. Bên ngoài có nút bấm từ một chạm nhé, gương có cục gương bình thường nhé, em đóng cửa lại đây. Đây các bác mình xem nốt cái phần nước sơn, phần vỏ bên ngoài, hình thức bên ngoài của chiếc xe mang tên là Daewoo City này nhá. Đấy, các bác xem gầm sàn quay các bác luôn, xe không bụng ngoạt gì đâu các bác xem này, những cái bu lông và giảm sóc của xe còn đẹp cục than. Đây các bác gầm này, ba bu lông của xe ok nhá, ba bu lông của xe còn đẹp. Chiếc xe chỉ bàn về giá thôi. Đây gầm đây các bác, để đủ ánh sáng cho các bác xem đúng không ạ. Bây giờ động cơ máy móc nhá, máy nổ rất êm, máy đang nổ đấy ạ. Nhiều xe lắm, mời các bác qua trực tiếp đi, giá cả còn thương lượng còn bớt, hoặc các bác có thể là mình trả giá luôn ở trên điện thoại cũng được, các bác có trả giá cũng được nhé, nếu mà thấy là hợp lý. Đây là lý giá là đã sẽ để cho các bác thôi nhá. Đây máy móc này, máy đang nổ đấy ạ. Các bác có thể nghe tiếng máy này, máy nổ rất êm đúng không ạ. Cabo đây, tem mác của xe vẫn còn đầy đủ nhá. Máy số ok, bên em kiểm tra tất rồi, kiểm tra toàn bộ về máy số rồi, tổng thể luôn chứ không phải là riêng máy số các nhá, kiểm tra hết rồi. Đấy, số khung số máy là cũng đã cả sẵn rồi, giấy tờ chuẩn chỉ, chủ mã đầy đủ. Các bác yên tâm khi mua xe bên em về dùng, và bên em có thu mua lại khi các bác nhà mình không có nhu cầu sử dụng nữa. Và bên em có đổi các xe, có thu mua xe bất cứ đâu trên toàn quốc. Các bác có xe gì mình mang trực tiếp đến tại cửa hàng bên em, là tại 90.2 Trường Chinh, đơn vị thành phố Hải Dương. Và các bác có mình có thể là gửi hình ảnh qua Zalo bên em để bên em định giá cho, bên em định giá cho, và bên em có thể đến trực tiếp mua cho các bác định giá hợp lý nhá. Đấy, như vậy thì em quay xong rồi, giới thiệu xong rồi, các bác liên hệ sớm để được sở hữu chiếc xe này với số tiền hợp lý nhất các bác nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.